Thế làm gói bé này 2,5 nè. Mình là mua thuốc về dùng nữa. Răng ai cũng đau ta. Giống như nói ông, nói ông Phương á, căm 5 ngày á. Tụi bay à, ta mà đi mua thuốc rồi tụi bay uống hết liền. Thuốc của ta uống thì mì vặt luôn. Thuốc mạnh là hết liền á. Còn uống mà thuốc mà ấy là uống miết không hết. Đâu rồi bé? Bác hãy anh trai trơn ra. Đi ơi, em sang bên kia rửa mặt cái khách này. 2:02. Nít một khóc. Đủ, mới có 2 phút rồi. Lâu. Ừ. Nên mình đang vội, mình thấy rất là. Vậy lại đợt đợt lấy nhanh. Gần hết. Cá mà lẩu vẫn tốt. Có mấy bác ca em lấy súng mà bắt để chừng nó là làm đồ cổ luôn á. Đang nhiều khi bắt chết mà đưa máy xuống lười á. Không thì khi mua mua bắt nhiều vô mới chờ ra tỷ muốn luôn đi bán nước cam lấy 15 ngàn. Kêu mẹ vô, mẹ vô, im lắm. Lấy ra 4 thôi. Y chị Loan luôn. À, nói ấy, nói chị vui lắm. Rồi cười, nó y chị Loan nói với khách rồi. Không phải, ấy là chị bài hắn mấy cái, hắn nói lại với khách, y giống như chị bài hắn á. Mới đau chứ. Thư vấn tình yêu nữa. Thư vấn hôn nhân gia đình nữa. À, mình phải tự chủ nè, mình phải này kia. Đẹp đấy. Ừ, phải có tiền mình tự mình làm, nhưng mình đừng có phụ thuộc á. Khó tính quá Trần ơi, Trần khó tính ghê nghe. Chị có cắt khóa cùi bên phòng 203 chị hề.
Dạ dạ chị Trang. Dạ em nghe rồi chị. Bắt đầu từ kết quả, dạ kết quả sau đi. Dạ em bị yếu không được dùng từ dùng nhiều đồ. Chắc khách bị hoang mang luôn. Khách chắc bị hoang mang luôn. Bên này ai vô bà tư vấn tìm mê số cứ bà bị nghiện. Bà tìm rồi bà nghiện á. Chị Loan nói họ đang tìm chứ. Bên nhà bà chưa đẹp mà bà tư vấn như đúng rồi. Đẹp rồi tư vấn. Ôi họ nghe kêu da mình xuống web đây. Tư vấn người ta nhọc về. Mà da họ là thấy rõ rồi. Đẹp thiệt luôn. Giang Phương mình em thấy đẹp. Phương là đúng bài luôn. Phương là biết ra không? Tìm hơn bình luôn mà vô hết trơn thúc. Hồi hơn cái bà nó tìm chi mà không vô da là chị. Không vô luôn. Giang cứng còn hơn da chi nữa. Ta đưa ta ông nội da hạo luôn. Thúc đau rồi, bà đau quá rồi. Giang nghe bé. Bên này chờ ai? Chị chị đúng không? Bên này cũng nhỏ nhỏ xíu xíu. Nhớ nghe. Chị mà đã nói ai là người đó làm nghe. Thế là chị nhìn người chị nói, không phải ai chị cũng nói. Nhưng mà ở nhà nó có hai mặt, kiểu án là kiểu như là án nói nhưng mà cũng được cái ni, nhưng mà cũng thành ra cũng một mặt là có nhiều người họ sẽ biết tới mình sẽ có như đứa, còn mặt ngược lại ví dụ như không đúng là người ta sẽ nghĩ khác á, mặt là cũng có lợi nhưng mà quảng cáo cho mình á, mình là có hai mặt đó, mặt tốt và không tốt. Giờ biết nói sao rồi, nói chung là cũng đau quá bé, còn đau nữa. Làm răng một cái môn mà ba phòng thì phun đã như hồi xưa hai. Hồi xưa mình làm phun miết luôn. Hồi xưa làm ở 149 đọt ở 135 nữa. Thế nó phun thường xuyên. Còn đây ít hiếm. Tháng được ngày. Nhưng mà cái giờ cũng phun, cái giờ cũng hế ồn, nó không phải là đông nguyên ngày. Bên kia là đông về sáng tối. Đông quá cũng mệt. Nó yếu quá thì càng mệt hơn. Ăn đâu mà rồi xong rồi, dạ xong rồi đây. Hai anh chị nó luôn rồi.
Mình nói dễ dài. Cái nhà lo cho mình trước, họ kỹ họ ấy. Với lại đàn ông mà. Rào bé ơi ráng nghe, gần xong rồi. Em một phút rồi. Ừ, em đi đi.